Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ thờ cúng Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái bộ sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện cho khách hàng trong thời gian vừa rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong, đó là một bộ cuốn thư câu đối Phượng Hoàng được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ nhập khẩu từ bên Lào. Chúng tôi rất ít khi làm gỗ gụ Campuchia vì gỗ gụ Campuchia nó sẽ không bền bằng gỗ gụ Lào. Trên mình các bạn đang xem là một bức cuốn thư Phượng Hoàng chạm ba chữ Đức Lưu Quang, bên trong đã được sơn then, tức là sơn màu đen khác với sơn son thép vàng, để làm nổi được cái chữ trên nền gấm. Bên trong lòng chúng tôi chặt gấm chữ thập và bên ngoài chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Đó là điểm đặc trưng của cuốn thư Phượng. Thì bên cạnh mẫu cuốn thư này, chúng tôi còn rất nhiều các cái cuốn thư long hóa, cuốn thư tứ linh đang có mặt tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới các cái hàng hoàn thiện, đó là các sản phẩm về hoành phi câu đối cuốn thư. Chúng tôi nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Thì quý khách có nhu cầu làm về cuốn thư câu đối cho nhà thờ hay hoành phi, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách. Bức cuốn thư chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, rộng 97 và dày 5 phân. Và trên mình các bạn đang xem đây là hai đôi câu đối lòng mo có cái tông màu khác nhau để cho quý khách lựa chọn, đó là sơn son thép vàng và sơn PU cánh dán chữ thép vàng. Nếu như sơn son thép vàng thì chữ đen hoặc là chữ đỏ để làm nổi. Còn nếu như sơn cánh dán thì chúng ta sẽ đi chữ màu vàng. Quý khách có cái sự lựa chọn về cái gam màu. Rất nhiều đồ thờ cúng đang chờ ngày lên đường để bàn giao tới các quý khách hàng đã đặt hàng online chúng tôi. Và bộ cuốn thư câu đối Phượng Hoàng, đôi câu đối mang cái kích thước là 1m97, chiều dài, chiều rộng là 28 và chiều dày là 4 phân. Một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, để hai vế đối với nhau, ý nghĩa là tổ tiên có công đức thì muôn đời thịnh, mà con cháu thì có hiếu báo hiếu với các cụ tổ tiên thì là vào vạn đời vinh hoa phú quý. Và phía dưới câu đối chúng tôi chạm kỳ lân và bên trên chúng tôi chạm phượng hoàng. Mẫu này cũng đang được đánh giá là cũng là mẫu bán chạy trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách có nhu cầu về làm các cái mẫu cuốn thư câu đối Phượng Hoàng, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Khi quý khách gọi điện thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm cũng như độ dày, kích thước, mẫu mã. Bộ cuốn thư câu đối này được chúng tôi thép vàng Đài Loan. Thì thép vàng Đài Loan nó là vàng tàu. Thì vàng tàu rẻ hơn vàng 4 số 9 hay là vàng 24K. Thì trong các video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về các cái bộ hoành phi câu đối thép bằng vàng ta cho các khách hàng ở Quảng Ninh, Hải Phòng đã đặt hàng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thì chúng tôi mới làm xong mộc thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong video sau. Đồ gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách có thắc mắc hay là cần giải đáp các vấn đề về đồ gỗ, các sản phẩm đồ thờ cúng liên quan, quý khách hãy bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ trả lời và tư vấn. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trên mình các bạn đang xem đây là hoành phi 5 chữ trong video trước tôi giới thiệu. Đó là từ đường Hoàng Sĩ Tộc, của họ Hoàng Sĩ. Cơ sở đồ Hiền Lành cảm ơn 8.000 anh em cũng như bạn bè yêu quý các sản phẩm đồ gỗ từ cơ sở đồ Hiền Lành cũng như những người đã dùng rồi, thì quý khách có thể đánh giá được các cái chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi chuyên làm về gỗ cao cấp,
Cảm ơn quý khách quan tâm theo dõi các video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.